Khoảng 12 giờ 10 phút ngày 30 tháng 7, một tàu cá đang neo đậu tại cảng Ninh Chữ thì bất ngờ bốc cháy. Sau đó cháy lan nhanh sang các tàu khác đang đậu bên cạnh, làm 4 tàu bị cháy và thiệt hại nặng. Tại thời điểm trên, một số người dân đang vá lưới phát hiện sự việc, liền báo cho lực lượng quản lý cảng Ninh Chữ để cùng dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa lớn nên đã lan nhanh sang 3 chiếc tàu còn lại. Người dân cùng lực lượng quản lý cảng Ninh Chữ đã cắt dây liên kết giữa các tàu để tách ra dập lửa, đồng thời thông báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh. Nhận tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã triển khai phương tiện lực lượng đến dập tắt đám cháy. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện từ tàu NT02146TS. Vụ cháy không thiệt hại về người, ước tính tài sản thiệt hại khoảng 1,3 tỷ đồng.